Hello, xin chào anh em. Trên tay mình là Samsung Galaxy A10s nha. Nhìn cụm camera với cảm biến vân tay là biết này. Đó, máy sử dụng cổng sạc Miro nha. Tầm bằng nhựa không à. Nhiều anh em hỏi mình là không biết cái con này có thể chiến game được không. Thì hôm nay mình cũng sẽ test thử Liên Quân Mobile xem sao. Trình mình thì không pro lắm nha, anh em thông cảm. Con này thì có cấu hình nó cũng khá là thấp nha. Và về cấu hình chi tiết thì mình sẽ để ở phía dưới phần miêu tả. Máy thì đang được bán với giá là 3 triệu 90 nghìn. RAM 2GB bỏ trong 32. Đây là một bản nâng cấp nhẹ so với con Samsung Galaxy A10 được ra mắt hồi tháng 7 hay tháng 8 của năm 2019 nha. Đó, về cơ bản thì nó chỉ nâng cấp thêm về camera và về cái viên pin thôi. Con này thì có viên pin 4000. Màu sắc thì mình cảm thấy nó cũng cũng khá là ok nha, không đến mức lắm. Ok, ghi trên này đi. Có FPS cao đó nha, mở thử luôn. Good good nha anh em, ổn nha. Đó, anh em thấy không? Cũng cũng mướt phết đấy. Đó, con này chơi lên con mobile được nha. Mình thử tải Ad Fan 8 nhưng không được. Rồi, ok. Dứt luôn. Tuy nhiên khi mà lao vào combat thì nó hơi hơi bị lắc tí. Đó, này. Khi mà lao vào combat thì nó hơi bị lắc tí. Các bạn có thể nhìn thấy nha, FPS nó chạy đây là không được 60 nha. Nó chỉ được khoảng từ 40 cho đến 50 thôi và nó thay đổi liên tục. Cứ mỗi khi mà mình mở skill đây là nó nhảy này. Đó. Cũng ổn. Không tệ lắm nhưng mà cái này có vẻ là không ổn định. 47, 48, 49, 50 thì nó nhảy tầm lum này, lên 60 này. Nhưng mà khi mà mình mở skill lên nên là nó sẽ lại thay đổi. Ngộ không hả? Tí mình lên mắc giáp luôn, đập ngộ không ra bã luôn. Ra đây em. Ra đây em, chạy. Chạy 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 chạy. Đu chạy được rồi. Quá dữ. Ngộ không. Không có ruke thì chém chú luôn đấy chứ. Ngộ không này. Ngộ không này. Ngộ không này. Đúng. Mấy thằng này biết nó tụ tập đây làm gì, tụ tập một đống ở đây. Dừng không thèm farm luôn nha. Dừng không thèm farm luôn. Ít tiền hơn cả mình nữa. Đi cướp rừng bạn ha. Rồi bên kia một thằng AFK nha. Đi AFK này. Càng đỡ nha. Kết thúc nhanh gọn lẹ. Đó. Em phải thấy nha. Là khi mà lên lên skill ấy, thì là nó hơi bị lắc lắc tí. Và cái FPS nó nhảy liên tục này. Đó, FPS nó nhảy liên tục này. Đang là 60 nha. Mình sẽ thử lao vào combat. Rồi. Ở đây ta combat cái. Rồi 47 48 này đó. Nó nhảy này, đó. Đó 52 này. 53 này. Nên nếu mà con này mà để ở FPS thấp á, thì chơi giật. Nhưng mà chắc là cũng không tới mức tệ lắm đâu.
thì nó sẽ đỡ bị lắc hơn nha anh em. Đu bắt mình ghê chứ. Có vẻ như ruke khoái bắt mình ha. Mình lên tăng mà. Thằng cũng không kia thì ngu ngu lợn này. Đó. Mới nói xong cái lên bảng điểm số liền. Lên bảng đếm số quá ghê rồi cũng không rồi này đó bắt này mình theo cái nguyên tắc là lên đồ đại nha anh em, thường thường thì nó cứ gợi ý cái gì là mình sẽ lên cái đó. À, trận này bên nó một phép bốn đam thì tí mình cũng sẽ lên ít đồ phép thôi, còn lên đồ thủ vật lý luôn. Không vãi, đang cho miễn phí cũng không anh em, nên là mấy thằng ngu lắm. Ở đây ra được, ra đây chơi với anh này. Đây 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 đó, ăn hàng ngay. Ăn hàng ngay rồi, ăn hàng tiếp này. Ruke hết anti rồi làm gì nữa. Nhận máu đi. Quá dữ quá dữ. Đánh chơi mà cũng giết được bốn mạng chứ, đùa hả? Lu. Bự quá, bự quá. Bự quá. Bự quá. Bự quá, quá wow. Hay quá. Các bạn gờ gờ ấy chứ. A thơ đánh hay quá. Không nhảy. Biết mà. Không chắc đang cay mình nhá. Thôi về hết máu rồi. Thắng thua không quan trọng, miễn là sao mà chơi game thoải mái nha. Game mà cứ vào chửi nhau óc chó óc lợn là không được. Lớn rồi. Đu ruke đuổi kìa. Dùng này ngu quá. Một hai này. Thân đồ mà chả thấy tí đam nữa hết. Giật giật tự nhiên giật. Chạy. Ruke lên đồ trừ giáp. Ít tiền hơn mình luôn này. Mình farm 4.500 rồi. Đấy không em, 4.500 rồi. Cảm giác thì nóng nha, khá là nóng phần 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 phía bên trên này này, bên trên này này nóng, cầm hơi hơi gắt gắt tay tí. Giờ là 11 giờ rồi, đêm mà toàn mấy bạn phá game không à. Khi mà không có anti thì liệu hồn với anh nha chú. Không gì này. Rồi bay như chim. Rồi vào chết này.
Mình lên gì nè, bấm mua đồ đại không biết lên gì nữa. Rồi đó, xét đồ nha. Xịn sò chưa, ba món rồi. Liều quá. Liều quá, liều quá. Liều quá. Liều mà ăn nhiều các bạn ạ. Liều mà ăn nhiều, wow. Đánh combat có quá hay luôn nha. Chắc mình không phải do mình hay đâu mà hên này. Hên hên. Tại vì ngộ không bên bạn ấy hơi bị yếu. Nào. 22. Bên đây thấy bảo là AD AFK rồi. Rồi trận này kết thúc sớm rồi anh em ạ. Chạy. Quá lệ. Thôi. Không. Lao vào làm gì không biết á. Lệ chạy 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 chạy. Vãi cứt. Vãi cứt. Chạy tiếp. Bắt ta đâu dễ đâu. Rồi anh ra đây. Anh ra đây. Anh ra. Ghê không. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Xui thôi, hên lâu đi. Thế nào. Thằng này nó 3 món, 2 món à. Ui, thằng này farm ghê thế. AD này 7.000 mốt rồi này. Đẩy đi mấy em, kết thúc nhanh lên. Báo gì đây, cập nhật phần mềm thì đấy nha, anh em có thể xem nha, là cái máy iOS này là chơi Liên Quân Mobile được nha, còn Advan 8 không chơi được, không có tải luôn. Mình lên trên CH Play thì mình kiếm Advan 8 nó không ra, nó ra cái gì Advan Extreme gì á. Advan Extreme thì mình cũng có thử tải về máy rồi, nói chung là cũng cũng khá là lắc chứ không không có được mượt mà lắm. May xạo, may quá, may quá, nhảy kịp, nhảy kịp lúc. Không nhảy kịp là chú đi ngang rồi. Hút ăn, hút ăn. Phít quá, phít quá. Né, 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 né. Lên đĩa. Ngộ không. Nói chung lao vào combat vẫn được. Vẫn được. Chẳng hạn để thử FPS tắt nha. Máy cùi bắp mà cũng mở FPS cao được hả? Ghê nhở? Đó, nâng 30 này, thấy không? 30 này. Xin con red. Lên luôn. Tự nhiên lúc nhảy vào tự nhiên lắc. Tự nhiên lắc. Đứng một lực sĩ rồi. Kết thúc nhanh lên. Rồi ơi. Chậm chạp quá mấy đứa ấy. Chạy. Nó liều không? Liều với L. Liều với L. Hay quá em ơi. Hay quá em ơi. Lắc lại, lắc lại, lắc lại. Hay quá em ơi. Mày này, xạo con này. Ghê không mấy bộ. À thơ ghê quá. Chạy 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 chạy. Nó dồn đam rồi. Đập cái K6 rồi nè. Ba giáp. Giờ sẽ lên cái găng tay nữa nha.
Đây, găng tay Hercules nữa. Rồi, đó, 15 phút rồi, 15 phút chưa xong. Banh được hai chỗ rồi. Dương dương hơi gà nha. Cũng lên được chưa? 6 năm rồi này. Dừng tập trung combat, không thèm farm luôn. Ghê quá. Rồi, lên luôn mấy đứa, lên luôn. Hay quá, hai nhà tè. Rồi. Quay lại rất tốt. À, ông sợ không quay lại rồi. Không dám quay lại rồi. Chờ quá. Đấy, mất thời gian đúng không? Chạy chạy. Double kill. Mình kia với kích. Không được đâu, xóa à. Nó lên nhiều đồ trừ giáp quá, bắn sót. Này không lên đồ trừ giáp luôn. Vậy thì cũng thường thôi em ạ. Thường thôi mà. Hayate mà lên đồ vậy là thua là đúng rồi. Này, thấy không? Nhìn đồ này. Toàn đồ chí mạng không à. Ra nhiều lẻ nhỉ. Chạy. Quá liều lĩnh. Full rồi nha. Full 6 món này. Đó, full 6 món này. Em ấy này lên đồ kỳ được chứ. Này. Tốc đánh này. Đó. Bên này chỉ có duy nhất Ngộ Không là lên trừ giáp thôi. Còn đâu không thấy lên full giáp, mình full giáp luôn nhưng mà nó không lên luôn. Lì thật. Đấy. Mất thời gian quá. Máy khá nóng nha. Khúc này rất là nóng. Thường thường máy nào cũng vậy, nó sẽ nóng phía bên trên nha các bạn. Tại vì là trên đấy nó có CPU này rồi GPU rồi các kiểu á. Gần 20 phút rồi. Đẩy đi. Ngộ Không à. Xoắn gì, lên luôn. Lên luôn. Tí hụt. Hụt rồi em ơi. Đó. Chém là thấy đau liền. Retreat. Retreat làm gì? Có hồi sinh mà. Mình không xoắn nữa mà. Các bạn phải xoắn. Ăn được mạng này. Không ngờ luôn. Rồi. Tôi này thắng anh em. Tôi này thắng anh em. Thôi chết là xong rồi, xong phim rồi, xong phim rồi. Ham hố quá. Dừng fit này. Đó. Đẩy đi rồi ạ. À.
20 phút rồi, chưa xong trận nữa. Đẩy đi còn đi ngủ chứ. Nào, mở lại FPS cao nha. Hiệu ứng sương mù luôn. Rồi. Rồi đẩy thôi anh em ơi. 46, 43, 44, 45, 48. FPS nhảy như điên luôn nè. Rồi lao vào combat anh em. Lao vào đi, rồi có hậu thuẫn mà. Có hậu thuẫn mà. Có hậu thuẫn mà. Lắc quá. Ghê không, ghê không, ghê không. Nó lao vào kìa. Nó lao vào kìa. Mẹ thấy rát lao vào tưởng mình chết rồi chứ. Hay quá, hay quá. Xong trận rồi. Xong trận rồi. Ngộ không. Ngộ không. Ngộ không. Rồi, thắng nha. Test vài đường anh em thì thấy là AMS chơi liên quân mobile được nha. Tuy nhiên với cái mức giá nó khoảng 3 triệu mốt thì chắc chắn là anh em sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như là Vivo U10 hay là V Smart Leaf, tại vì là có cấu hình tốt hơn, có mức giá thì cũng trên dưới một chút xíu hoặc là ngang bằng một chút xíu. Tuy nhiên thì cái con chip nó mạnh mẽ hơn, rồi bộ nhớ nhiều hơn, đó, RAM lớn hơn. Còn những ai là fan của Samsung thì tất nhiên thì không thể nào trách được là họ là fan Samsung thì họ thích mua Samsung thì họ mua thôi. Mình thấy những khách hàng mà mua Samsung AMS thì thường thường là những cái người mà lao động hoặc là người lớn tuổi, họ không có nhu cầu giải trí nhiều. Họ chỉ cần một cái thiết bị mà nó đến từ Samsung thôi là họ đã mua rồi. Đó. Đây, Advance Exchange nha. Thì cái game Advance 9 mình cũng như nói lúc nãy là không có tải được. Còn Advance Exchange thì tải được mà mình thấy nó cũng khá là lắc. Tầm lâm tầm la đây. Rồi, chơi như nào ta? Không biết chơi như nào luôn á. Đây.